kể cả nó có vỡ tan ra thì sao cũng đều cũng được. Cái đầu tiên ta sẽ là đánh qua dây giáp đi. Đấy, đánh như dây giáp phải đánh một chút thôi để cho nó có cái độ bám tốt hơn. Để xem thêm được nhiều video về các mẫu khuôn chậu mới nhất, hướng dẫn làm chậu, hướng dẫn sơn chậu, các bác vui lòng nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào tất cả các bác. Hôm nay cơ sở đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của các bác sản xuất chậu sảnh như ABS vừa qua. Rất nhiều bác hỏi là những bộ khuôn thì ABS đặc biệt vui lòng trong này. Khi mà làm mà không may thì xảy ra một sơ suất gì đó như là va đập vào hay là chúng ta tháo lòng trong nó không đúng cách thì sẽ bị vỡ. Đấy, ví dụ như những cái lòng trong này, cái lòng trong ở dưới đá 50 này sẽ bị vỡ như này. Đây là những cái lòng trong của cái ống này có cái nút vỡ này. Đấy thì nhiều khi là chúng ta xử lý rất là khó hoặc là chúng ta chưa biết cách xử lý. Thì hôm nay là xưởng sẽ là làm cái video chia sẻ cho các bác và cách xử lý những cái lỗi nứt hay là vỡ với khuôn này, kể cả nó có vỡ tan ra thì sao cũng đều xử lý được. Cái đầu tiên ta sẽ là đánh qua dây giáp đi. Đấy, đánh như dây giáp phải đánh một chút thôi để cho nó có cái độ bám tốt hơn. Đấy, được đánh bên này đánh cho bên này đánh cho. Đấy, sau đó là chuẩn bị và một ít vải sợi thủy tinh nhá. Đây là vải thủy tinh và đây là chất đóng rắn. Chất đóng rắn này khi pha với nhựa composite nó nhá, trong thời gian khoảng 10 đến 20 phút nó sẽ có cái độ cứng hoàn toàn. Đây là composite đấy. Đây chúng ta cùng quan sát xem người thợ sẽ tiến hành là xử lý vết nứt của bộ lòng trong này. Đây, tỷ lệ chúng ta pha có thể là 4% cái đóng rắn với nhựa con chip này cho mỗi đều lên. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ đổ cái khuôn ở một cái vị trí nó cố định như này. Quét một lớp co một chút đến trước tạo cái độ dính cho nó. Đối với những khuôn ABS này ta chỉ cần dán hai lớp lên thôi, hai lớp vải lên là nó đảm bảo là nó còn chắc hơn cả cái khuôn ban đầu luôn. Nó chấm thêm một lớp lên đây. Rồi ok, sau khi nó khô xong thì ta sẽ dùng cái máy ra cắt cái phần thừa đấy nhá, những cái phần nào mà thừa mà nó tràn ra ngoài ta sẽ cắt đi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, bác nào mà có cái thắc mắc thì cũng có thể là liên hệ với tôi. Đấy, nhựa composite và vải sợi thủy tinh này thì được bán ở khắp mọi nơi nhá, ở trên toàn quốc đều có. Các bác phải ra những cửa hàng tạp hóa về vật liệu xây dựng này hay là những cửa hàng cơ khí ấy, thì rất nhiều chỗ có bán. Đấy, xé ra một ít thôi. Đấy rồi, ok. Cái cách làm nó chỉ đơn giản này thôi. Đấy, trong chúng ta chỉ trong vài phút chúng ta có thể đã xử lý được một cái bộ lòng trong bị vỡ hay là một cái mảnh khuôn ABS vỡ này. Còn điều gì đó mà trên đó các bác liên hệ trực tiếp với cơ sở. Đấy.
còn đây giới thiệu với các bác là một số mẫu khuôn. Ở đây rất nhiều khuôn này, một số mẫu khuôn mà đang hoàn thiện cho tất cả các bác. Đây những mẫu khuôn này này. Đây là con cảnh của xưởng con mà các bác thợ đang chuẩn bị để làm hàng.